Sáng 30 tháng 5 tại hội trường Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức lễ tuyên dương học sinh xuất sắc tiêu biểu năm học 2013-2014. Tới dự có lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo và đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại buổi lễ, 117 em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi thuộc các cấp học từ tiểu học đến trung học cơ sở năm học 2013-2014 đã được vinh danh khen thưởng. Năm học qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều tiếp tục duy trì và có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn công tác đào tạo học sinh về văn hóa, bồi dưỡng học sinh giỏi với các hoạt động ngoại khóa, thể dục, thể thao, văn nghệ và các hoạt động xã hội. Từ nhiều năm học trước, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã mạnh dạn đầu tư chất lượng mũi nhọn thông qua mô hình lớp trọng điểm của huyện đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cũng được tổ chức ở tất cả các nhà trường và thi tuyển chọn từ cấp trường, cấp huyện. Phát huy truyền thống hiếu học của vùng quê đệ tứ chiến khu, tại các cuộc thi và giao lưu cấp tỉnh, học sinh của huyện Đông Triều luôn đứng ở top đầu toàn tỉnh, đạt nhiều giải nhất, nhì và huy chương các loại. Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu là một hoạt động truyền thống hàng năm của ngành giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều. Thành tích của các em học sinh trong các năm học đã khẳng định chất lượng dạy và học, đặc biệt là công tác bồi dưỡng, đào tạo chất lượng mũi nhọn, góp phần nâng cao vị thế của ngành giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều.